Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin đáng lưu ý. Gia tăng bệnh nhi nhiễm virus hợp bào hô hấp. Bệnh viện mắt Hưng Yên khám tư vấn mắt miễn phí tại Yên Mỹ. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh tiểu đường và những biến chứng nguy hiểm. Mục cẩm nang y học hôm nay, hộ sinh Dương Thanh Huyền, bệnh viện Sản nhi Hưng Yên sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách tắm cho trẻ sơ sinh trong mùa lạnh. Dấu hỏi xanh, nơi hỏi đáp những thắc mắc tuổi mới lớn sẽ là nội dung câu chuyện cuối chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống COVID-19 trong mùa đông 2020 và mùa xuân năm 2021. Hội nghị nhấn mạnh đến diễn biến tình hình dịch bệnh nói chung và bệnh COVID-19 nói riêng trên thế giới và ở Việt Nam, phổ biến nội dung chỉ thị của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch mùa đông xuân, hướng dẫn các nội dung về giám sát phòng chống dịch COVID-19, thành lập và hoạt động tổ phòng chống COVID-19 tại cộng đồng, phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung dân sự, công tác lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19, công tác truyền thông trong phòng chống COVID-19 và dịch bệnh mùa đông năm 2020, mùa xuân năm 2021. Để chủ động và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông nhằm hạn chế mức thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch và giao trách nhiệm cụ thể cho từng đoàn thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời tiếp tục duy trì và triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia. Hai tháng gần đây, số bệnh nhi nhập viện vì suy hô hấp nặng do nhiễm virus hợp bào hô hấp hay còn gọi là RSV gia tăng. Tại khoa tim mạch hô hấp Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên, hai tháng qua có trên 50 trẻ bị nhiễm RSV phải điều trị nội trú. Theo các chuyên gia, RSV là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh phát triển mạnh từ tháng 7 đến tháng 11 và cao điểm là vào tháng 9 khi thời tiết giao mùa. Khi trẻ nhiễm RSV, triệu chứng khởi điểm là hắt hơi, sổ mũi nhiều và có thể sốt nhẹ tới cao. Một số trẻ bị nhẹ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí tự khỏi bệnh sau 3 đến 5 ngày. Nhiều trường hợp là trẻ sơ sinh, trẻ đẻ non, thiếu cân, tim bẩm sinh, sức đề kháng kém, cấu trúc đường thở chưa hoàn thiện nên dễ bị virus tấn công. Trường hợp nhẹ có thể gây ra các triệu chứng viêm đường hô hấp trên, trường hợp nặng dẫn tới viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy thở nhanh. RSV có khả năng lây lan mạnh nên cần khám chữa bệnh kịp thời, tránh cho virus này phát tán rộng trong cộng đồng. Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, Bệnh viện Mắt Hưng Yên sẽ tổ chức và tư vấn cách phòng điều trị các bệnh về mắt và giáo dục sức khỏe miễn phí cho nhân dân tại huyện Yên Mỹ. Theo đó, nhân dân tại 16 xã và 1 thị trấn của huyện Yên Mỹ sẽ được khám tư vấn cách điều trị các bệnh về mắt miễn phí, phát hiện sớm các bệnh về mắt, đặc biệt là các bệnh gây mù lòa để tư vấn và điều trị kịp thời nhằm mang lại ánh sáng cho người bệnh. Đây là chương trình nhân đạo mang ý nghĩa xã hội to lớn nhằm góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của nhân dân về các bệnh liên quan đến mắt, hưởng ứng ngày thị giác thế giới và hướng phấn đấu để Hưng Yên là tỉnh có tỷ lệ mù lòa do các bệnh về mắt thấp nhất trong cả nước. Nhằm giúp hộ nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau 5 năm triển khai, từ ngân sách nhà nước 70% và dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng 20%, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm 10%, 250.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 170 tỷ đồng. Việc cấp và đổi thẻ được đảm bảo nhanh gọn, kịp thời giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế nâng cao sức khỏe. Được biết, năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1322 về việc thành lập quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hưng Yên. Hoạt động của quỹ đã và đang mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho người nghèo trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2016 đến nay, có trên 29.000 lượt bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại với tổng kinh phí trên 8,5 tỷ đồng.
Đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là một bệnh lý khá phổ biến hiện nay. Đa phần người mắc bệnh lý này chỉ được phát hiện khi xảy ra các biến chứng do đường máu tăng cao kéo dài tại các cơ quan như tim, thận, mắt, thần kinh và mạch máu. Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Và để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Hải, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Xin chào bác sĩ ạ. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về bệnh đái tháo đường ạ. Đái tháo đường là bệnh lý rối hỗn loạn chuyển hóa của nhiều nguyên nhân. Bệnh thì được đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết mãn tính phối hợp với rối loạn chuyển hóa carbohydrate, rối loạn chuyển hóa lipid và protein do là thiếu hụt tình trạng tiết insulin hoặc là có insulin nhưng nó không hiệu quả hoặc là phối hợp cả hai. Khi bị đái tháo đường, bệnh nhân thường có những dấu hiệu hay là triệu chứng như thế nào ạ? Các triệu chứng mà đái tháo đường thường gặp đó là các triệu chứng về bốn nhiều. Bệnh nhân sẽ uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, ăn nhiều và gây sút cân nhiều. Ngoài những triệu chứng bốn nhiều ra thì vẫn gặp những triệu chứng khác, giả sử như là bệnh nhân có mắt mờ tháng qua hoặc là bệnh nhân bị dễ nhiễm trùng hoặc là da khô rồi ngứa da. Vậy bệnh đái tháo đường nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ gây ra những biến chứng như thế nào thưa bác sĩ? Đối với bệnh lý đái tháo đường nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ để lại cho người bệnh rất nhiều biến chứng nặng nề. Các biến chứng của đái đường thì mình sẽ gặp là những biến chứng cấp tính và những biến chứng mãn tính. Các biến chứng cấp tính có thể gặp ở bệnh nhân đái tháo đường nào? Nhất là biến chứng về hôn mê do nhiễm toan xê-tôn. Cái biến chứng cấp tính thứ hai gặp là biến chứng về hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu ở bệnh nhân đái tháo đường. Đây là biến chứng mà rất thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Biến chứng thứ ba cấp tính có thể gặp đó là hôn mê do hạ đường máu. Đây là những biến chứng cũng rất là nặng nề và có thể dẫn đến tổn thương não không hồi phục. Biến chứng này thường gặp ở những bệnh nhân mà bị đái tháo đường nhưng mà tự ý mua thuốc điều trị. Các biến chứng mãn tính ở bệnh lý tiểu đường người ta chia làm các nhóm lớn, bốn nhóm lớn. Một là biến chứng về mạch máu, hai là biến chứng về thần kinh, ba là các biến chứng về bàn chân do tiểu đường và bốn là những biến chứng về nhiễm trùng. Cuối cùng, bác sĩ có thể đưa ra những phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường là gì, cũng như những lời khuyên giúp cho người dân có thể phòng ngừa căn bệnh này ạ? Vâng. Đối với bệnh lý đái tháo đường thì nó để lại những biến chứng rất nặng nề. Chính vì thế mà cái việc mà phát hiện sớm và điều trị đái tháo đường là một điều rất là quan trọng. Nhất về chế độ ăn uống sinh hoạt. Đối với bệnh nhân đái tháo đường thì phải điều chỉnh chế độ ăn uống, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng. Theo một quy tắc, với người đái tháo đường thì nên duy trì vận động là 30 đến 45 phút một ngày và duy trì khoảng 5 ngày trong một tuần. Khi bệnh nhân đái tháo đường thì cần phải đến viện và tuân thủ theo pháp đồ điều trị của bác sĩ. Bệnh nhân đến khám định kỳ hàng tháng và việc mà kiểm soát đường máu nó có vai trò rất quan trọng trong việc là làm chậm những biến chứng. Xin cảm ơn những thông tin hữu ích bác sĩ đã chia sẻ ạ. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa lạnh nếu không đúng cách có thể khiến trẻ rất dễ bị mắc bệnh về đường hô hấp do sức đề kháng của bé chưa hoàn thiện. Trong mục Cẩm nang y học hôm nay, hộ sinh Dương Thanh Huyền, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cách tắm cho trẻ sơ sinh trong mùa lạnh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cách tắm cho trẻ trong mùa lạnh. Trước khi tắm cho trẻ thì chúng ta phải chuẩn bị nhiệt độ phòng ấm, tránh gió lùa. Thứ nhất là đối với gia đình có điều kiện thì các bạn sẽ bật nhiệt độ máy điều hòa ở nhiệt độ sưởi ấm, chế độ là từ 28 đến 30 độ. Đối với những gia đình mà các bạn có lò sưởi thì các bạn có thể bật chế độ lò sưởi đảm bảo nhiệt độ phòng ấm. Và sau đấy chúng ta sẽ tiến hành tắm cho trẻ. Trước khi tiến hành tắm cho trẻ thì chúng ta phải chuẩn bị đồ để tắm cho em bé. Thứ nhất bao gồm mũ, thứ hai là khăn rửa mặt, thứ ba áo, thứ tư là bỉm, thứ năm là quần, sáu là khăn bông để lau khi mà chúng ta tắm bé lên. Và thứ sáu đó là cái khăn bông ủ của bé. Đây là những dụng cụ cần thiết nhất mà các bạn phải chuẩn bị để tiến hành tắm cho một em bé vào mùa đông. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm sữa tắm này, hoặc là những cái như là bông ngoái tai này, hoặc là thuốc nhỏ mắt. Thì những cái đấy mà các bạn chuẩn bị được đầy đủ thì cũng sẽ rất là tốt cho em bé. Trước khi tắm cho em bé thì chúng ta phải kiểm tra nhiệt độ nước. Thì thông thường các bạn sẽ sử dụng cái phần trong của cánh tay này. Chúng ta sẽ dùng nước chúng ta để cho vào đây. Nếu mà khi mà chúng ta cảm thấy nhiệt độ nó ấm là chúng ta có thể tắm cho trẻ một cách an toàn nhất.
Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách tắm cho trẻ. Đầu tiên, trước khi tắm cho trẻ thì chúng ta sẽ rửa mặt cho trẻ. Sau khi rửa mặt cho trẻ thì chúng ta sẽ tiến hành gội đầu. Sau cái phần gội đầu cho trẻ xong thì chúng ta sẽ phải lau khô cái vùng đầu của trẻ. Bắt đầu tiếp tục, sau khi làm xong phần đầu, lau khô phần đầu thì chúng ta sẽ tắm đến phần thân của trẻ. Đối với cái việc mà các bạn chuẩn bị bằng chậu nước để tắm thì chúng ta có thể thả hoàn toàn em bé vào trong chậu để chúng ta tiến hành tắm cho trẻ. Như vậy nó sẽ đảm bảo cái nhiệt độ của em bé lúc nào nó cũng được nằm trong chậu nước ấm. Và như vậy thì các bạn sẽ rất là yên tâm khi các bạn tiến hành tắm cho em bé. Còn đối với tắm vòi như chúng tôi hướng dẫn thì chúng tôi sẽ tắm từng phần. Nhưng mà như các bạn thì các bạn sẽ thả hết tất cả em bé vào chậu để chúng ta tiến hành tắm cho bé. Như thế sẽ rất là an toàn. Sau khi tắm xong thì chúng ta sẽ đến cái phần là chúng ta lau khô. Khi mà tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách mà chuẩn bị đồ cho em bé trước khi tắm thì chúng ta tắm xong, chúng ta sẽ nhấc em bé lên cái khăn bông lau ạ. Các bạn sẽ lau, bắt đầu lau từ phần đầu của em bé. Sau khi chúng ta lau khô phần đầu thì chúng ta sẽ tiến hành đội mũ. Lau đến đâu thì chúng ta sẽ mặc ấm đến đấy, vừa đảm bảo nhiệt độ của em bé nó sẽ không bị lạnh. Chúng ta mặc xong quần áo thì chúng ta đóng bỉm và bắt đầu tiến hành ủ ấm cho trẻ bằng khăn bông ủ mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước đấy ạ. Trên đây là những việc mà tôi đã chia sẻ đối với quý vị và các bạn về cách tắm cho em bé sau mùa lạnh. Hy vọng tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là những bà mẹ có em bé nhỏ, sẽ tự tin trong cái việc mà tắm cho trẻ để đảm bảo an toàn cho em bé trong mùa lạnh. Cùng với việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thời gian qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên đã thành lập câu lạc bộ Dấu Hỏi Xanh để giải đáp những thắc mắc của tuổi mới lớn. Từ đó giúp các em học sinh có nhận thức đầy đủ về giới tính, sức khỏe sinh sản nhằm hướng tới lối sống lành mạnh. Đây là những hình ảnh trong một buổi tư vấn về tình dục an toàn của câu lạc bộ Dấu Hỏi Xanh. Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây là một vấn đề tế nhị và học sinh rất rụt rè, e ngại khi tham gia. Tuy nhiên, buổi tư vấn này của câu lạc bộ lại trái ngược hoàn toàn. Các em học sinh rất hào hứng tham gia, tự tin phát biểu, hỏi đáp những thắc mắc của tuổi mới lớn. Được biết, câu lạc bộ đã được thành lập 3 năm nay, không chỉ giải đáp các thắc mắc về sức khỏe, giới tính, mà còn chia sẻ với các em về cách ứng xử, giải quyết các mâu thuẫn trong các mối quan hệ bạn bè, thầy cô và đôi khi là cả những câu chuyện gia đình. Trong cái quá trình câu lạc bộ tiếp nhận câu hỏi của các bạn thì có một bạn gửi câu hỏi có chia sẻ rằng là gia đình của bạn đang không được hạnh phúc, bố mẹ thì thường xuyên xảy ra cái lục đục và bạn cảm giác rất là mệt mỏi. Thì câu lạc bộ cũng đã giúp bạn, trước hết đó là giải tỏa được cái tâm lý, thứ hai là giúp bạn có thể nói chuyện được với bố mẹ để hàn gắn được bố mẹ. Và sau đấy thì bạn cũng nhắn tin lại cho câu lạc bộ là gia đình bạn đã trở nên tốt hơn. Thì bản thân câu lạc bộ và cũng như tôi thì cảm giác thấy rất là vui khi mà đã giúp được các em học sinh đó. Ngoài việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngoại khóa, câu lạc bộ đã thành lập một fanpage riêng để các bạn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thầm kín và đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Điều để câu lạc bộ thành công và thu hút đông đảo học sinh tham gia đó là mọi câu chuyện đều được giữ kín và những thắc mắc đều được giải đáp kịp thời. Câu lạc bộ đã giúp em giải đáp rất là nhiều câu hỏi, những cái thắc mắc của em về đời sống xung quanh, về trường, về cả xã hội nữa, cho nên là đấy là lý do mà khiến em tham gia vào đây. Ngay từ khi bước vào trường thì em đã ấn tượng bởi câu lạc bộ Dấu Hỏi Xanh với những cái buổi tọa đàm và những buổi sinh hoạt về chủ đề tình dục an toàn và tâm lý sức khỏe tuổi dậy thì. Từ đấy thì các bạn sẽ hình thành những cái lối suy nghĩ đúng đắn vấn đề tâm sinh lý và sức khỏe giới tính. Thực tế cho thấy tại nhiều trường học vấn đề sức khỏe giới tính trong độ tuổi vị thành niên vẫn còn bị bỏ ngỏ. Nhiều em học sinh vẫn rất e ngại khi đề cập đến những vấn đề này, đôi khi vì lý do đó mà khiến các em gây ra hậu quả nghiêm trọng, đánh mất cả tương lai. Do đó, để khắc phục tình trạng trên, rất cần việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ Dấu Hỏi Xanh ở nhiều trường học để việc giáo dục giới tính được triển khai một cách hiệu quả, kịp thời, nhằm trang bị cho các em những kỹ năng đầu đời và khả năng xử lý tình huống cho trẻ, giúp trẻ trưởng thành lành mạnh và hướng tới một tương lai tươi sáng. Tạp chí Sức khỏe và Đời sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình lần sau.